vua trứng ở Nga bị ám sát hụt giữa lúc đất nước hàn hiếm hàng. Nga tái lập đơn vị Smith cứng rắn để chống gián điệp Ukraine. Điện Kremlin, người dân Nga tin tưởng tổng thống Putin. Dân quân Iraq tuyên bố hạ UAV của Mỹ có giá 30 triệu đô la Mỹ. Mỹ gấp rút hồi sinh ngành công nghiệp vũ khí hạt nhân. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị, hồi đầu năm, Gennady Syria F59 tuổi, người có biệt danh vua trứng ở Nga đã thoát chết trong một vụ ám sát. Điều đáng nói, vụ việc xảy ra chỉ sau hai ngày chính quyền Nga mở cuộc điều tra cáo buộc ông Syria F tăng giá trứng và thịt gà bất hợp lý. Giới chuyên gia nhận định đằng sau mức tăng đột biến của trứng gà là những khó khăn kinh tế mà Nga phải trải qua vì loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan xung đột ở Ukraine. Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Gennady Syria F... 59 tuổi, người có biệt danh Vua trứng ở Nga, đang lái chiếc BMW gần nhà máy sản xuất trứng của mình ở vùng Voronezh, miền Trung nước này thì bất ngờ bị phục kích. Một tay súng bắn hai phát về phía syriaf nhưng đều trượt mục tiêu. Vua trứng thoát chết trong gang tấc. Cảnh sát Nga chưa tìm ra thủ phạm vụ ám sát, nhưng truyền thông nước này cho hay, syriaf bị người dân địa phương tấn công vì họ không hài lòng với việc doanh nhân này liên tục tăng giá trứng gà. syriaf sở hữu trang trại gia cầm Chetiaxkara, quy mô lớn ở vùng Voronezh. Hai ngày trước đó, chính quyền Nga đã mở cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào vua trứng với cáo buộc tăng giá trứng và thịt gà bất hợp lý. Vụ ám sát hụt Syria F diễn ra trong bối cảnh giá trứng gà ở Nga đang tăng cao, đắt đến mức chúng được dùng làm quà tặng dịp Giáng sinh và buộc điện Kremlin phải có các biện pháp can thiệp quyết liệt. Theo dữ liệu được chính phủ Nga công bố hôm 10 tháng 1, trứng gà ở nước này tháng 12 năm 2023 đã đắt hơn khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước. Giới chuyên gia nhận định rằng, sau mức tăng đột biến này là những khó khăn kinh tế mà Nga phải trải qua vì loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan xung đột ở Ukraine. Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Bộ Kinh tế Nga thông báo sẽ miễn thuế nhập khẩu 1,2 tỷ quả trứng trong 6 tháng đầu năm 2024. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây tổn hại đáng kể với ngành chăn nuôi gia cầm của Nga khi cắt đứt chuỗi cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp vốn chủ yếu đến từ châu Âu tới nước này. Kết quả là lạm phát tăng 7,4% vào năm ngoái, gần gấp đôi mục tiêu ngân hàng Trung ương Nga đề ra. Giới chuyên gia dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Nga sẽ chậm lại khi ngân hàng Trung ương tăng lãi suất và các biện pháp trừng phạt của phương Tây tiếp tục được duy trì. Chính phủ trông giống như một nhóm lính cứu hỏa chạy từ đám cháy nhỏ này sang đám cháy nhỏ khác chỉ với một số nước, vì họ không thể dập tắt được vấn đề lạm phát tiềm ẩn. Alexandra Propokenko, Cựu quan chức ngân hàng trung ương nga hiện là học giả không thường trú tại trung tâm Á Âu Carnegie, nga, trụ sở tại Berlin, Đức nhận xét: Khi xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ ba, cuộc khủng hoảng chứng cho thấy nga đang phải chật vật để cân bằng các mục tiêu mâu thuẫn nhau, như tăng ngân sách cho chiến dịch quân sự, xoa dịu bất bình trong công chúng, đồng thời phải giữ cho nền kinh tế ổn định, trong đó có việc bình ổn giá cả. Đó là bộ ba bất khả thi, Propokenko nói. Để đạt được hai mục tiêu đầu tiên. Đòi hỏi phải chi nhiều hơn dẫn đến lạm phát cao, cản trở việc hiện thực hóa mục tiêu thứ ba. Khi chuẩn bị tái tranh cử vào năm 2024, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố thời kỳ tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Nga đã qua. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế thời chiến của Nga có thể đang có dấu hiệu quá nóng, trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây đang hy vọng các lệnh trừng phạt cuối cùng sẽ có tác dụng. Một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho rằng các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ bắt đầu được cảm nhận vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu khác nói với AFP, các biện pháp trừng phạt giống như một vết thùng nhỏ trên lốp xe, nó không xì hơi ngay lập tức nhưng sẽ có tác động. Agedit Demarais, nhà phân tích hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, nêu quan điểm, đó là một cuộc đua đường dài chứ không phải là một cuộc chạy nước rút. Bà cho biết, mục tiêu của các biện pháp trừng phạt không phải là làm cho kinh tế Nga sụp đổ vì có thể tác động tới toàn cầu. Bà giải thích mục đích của các biện pháp trừng phạt là hạn chế nguồn lực của Nga để đầu tư cho cuộc chiến với Ukraine. Ngày 2 tháng 1, trên Internet xuất hiện một video ghi cảnh một nam giới bị lực lượng an ninh nội địa Nga bắt giữ và đã thú nhận mình phạm tội. Người này thừa nhận đã đăng tải lên mạng xã hội một video về hệ thống phòng không gần thành phố Belgorod của Nga. Thành phố này là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine cùng ngày hôm đó. Điều đáng chú ý là hai nhân viên an ninh nội địa mặc áo jacket có chữ Smith bằng chữ Nga ở lưng áo. Trong lịch sử, Liên Xô từng có một cơ quan phản gián mang tên Smith do lãnh tụ Stalin lập ra trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ban đầu Smith được thành lập để tập trung đối phó với gián điệp Đức hoạt động bên trong lãnh thổ Liên Xô thời Thế chiến thứ hai. Trước khi cơ quan này ra đời vào tháng 4 năm 1943, hoạt động phản gián của Liên Xô do Bộ Dân ủy Nội vụ NKVD đảm trách. Về sau, hoạt động phản gián được giao cho Tổng cục 3 của Bộ Dân ủy Quốc phòng Liên Xô. Cơ quan này được Stalin đặt tên lại thành Smith. Trong tiếng Nga, từ này có nghĩa là tiêu diệt gián điệp. Cái tên này được cho là nhằm gây kinh sợ đối phương nhiệm vụ chính của Smith là để phanh phui các gián điệp, kể cả trong Hồng quân cũng như dân chúng. Các hồ sơ được giải mật của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB cho thấy, Smith từng nhận diện được tới 30.000 gián điệp Đức trong Hồng quân và bắt giữ nhiều quân nhân Liên Xô. Smith được giải tán vào năm 1946 sau khi hoàn thành sứ mệnh chính thời chiến. Tuy nhiên, nước Nga hiện nay đang phải đối diện với những thách thức trong xung đột Ukraine khiến họ phải khôi phục lại đơn vị này. Vào tháng 3 năm 2023, Sergei Asionov, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm để quản lý bán đảo Crimea, đã đề xuất tạo ra một tổ chức phản gián gợi nhớ lại Smith. Ông đưa ra đề xuất như vậy do lo ngại đội quân thứ 5 hàm ý lực lượng ngầm chống phá đang hoạt động bên trong Crimea. Trung tướng Andrei Gurulev thuộc Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Hạ viện Nga cho rằng một cơ cấu tương tự Smith thủa trước nên hoạt động trở lại ở Nga. Ông nói, ngày nay đối phương đang cố gắng can thiệp vào hoạt động của chúng ta ở các khu vực hậu tuyến. Ở vùng Viện Đông chúng ta có tàu ngầm hạt nhân và các chiến hạm mặt nước những con tàu này cũng có thể gặp nguy hiểm nên chúng ta cần tiếp cận vấn đề bảo vệ theo cách thức hơi khác một chút. Đề xuất của ông Asionov được thực hiện vào ngày 4 tháng 12 năm 2023 khi Trung tướng Andrei Gurulev công bố hồi sinh Smith trong các lãnh thổ mới. Tướng Gurulev cho biết tổ chức Smith mới sẽ là một cơ quan hoạt động trong các vùng lãnh thổ mới tương tự như Smith thời Liên Xô. Ở đây, lãnh thổ mới ám chỉ các vùng mà Nga mới sắp nhập từ Ukraine. Động thái này cho thấy Nga hiện đang gặp phải một số khó khăn thực sự cần phải giải quyết. Ở các vùng mà Nga mới kiểm soát cũng như các vùng lãnh thổ Nga sát Ukraine, ngày càng có nhiều báo cáo về hoạt động sau chiến tuyến, được thực hiện bởi các lực lượng, nhóm hoặc cá nhân làm việc cho Kiev. Chẳng hạn vào tháng 11 năm 2023, vô số hãng truyền thông Nga đưa tin về hoạt động phá hoại ngầm do các nhóm trinh sát Ukraine thực hiện. Thách thức mà cơ quan an ninh nội địa Nga đối diện mở rộng ra bên ngoài các vùng cận kề Ukraine như là bên Gorod. Hồi tháng 12 năm 2023, cũng có thông tin về một vụ tấn công nhằm vào tuyến đường sắt Siberia được cho là nhằm ngăn chặn các tuyến tiếp tế quân sự của Nga trong thế kỷ 20, nhóm Smith từng ngăn được nhiều âm mưu ám sát các quan chức Xô Viết, bao gồm cả lãnh tụ Stalin, theo hãng truyền thông Lenta của Nga. Lenta dẫn lời một thành viên kỳ cựu của Smith, giải thích chi tiết về cách thức các thành viên nhóm này ngăn ngừa các tài liệu mật khỏi bị rơi vào tay quân thủ thời Thế chiến. Pelageya Semina nói, Điều tôi nhớ nhất là cách chúng tôi được đào tạo để tiêu hủy tài liệu mật nếu như chúng có nguy cơ bị đối phương chiếm được. Cứ thế mà ăn nuốt. Họ dạy cho chúng tôi cách xé nhỏ tài liệu, cho vào miệng nhai kỹ rồi nuốt. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Ukraine đang thiếu đạn pháo nghiêm trọng và pháo binh Nga hiện bắn nhiều gấp 5 đến 10 lần họ. Theo báo cáo công bố hồi đầu tháng của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, lực lượng Ukraine hiện khai hỏa hơn 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi quân đội Nga đang bắn gấp 5 lần con số đó. Điều này trái ngược hoàn toàn với tình cảnh trước đó một năm. Thời điểm lượng đạn pháo binh sĩ Nga khai hỏa mỗi ngày được cho là thấp hơn 1,5 lần đối phương. Thiếu hụt đạn dược, Đặc biệt là đạn pháo là vấn đề cấp thiết mà Ukraine đang phải đối mặt. Tình trạng thiếu đạn pháo đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tác chiến của lực lượng Ukraine. Ukraine bị cho là đang rơi vào thế khó khăn trước các cuộc không kích của Nga. Kyiv nhiều lần khẳng định thiếu hụt nguồn lực để giành kết quả trên chiến trường, thậm chí không đủ đạn dược cho các kế hoạch tác chiến trong thời gian ngắn. Mỹ và phương Tây đã tích cực viện trợ vũ khí cho Ukraine, tuy nhiên, ngoài khó khăn về các khoản viện trợ, thực tế hiện nay Ukraine đang thiếu đạn một phần vì kho dự trữ của phương Tây gần cạn kiệt. Nhóm ủng hộ Ukraine đã nhất trí thông qua một kế hoạch mới sau cuộc họp tại Paris của Pháp. Một liên minh pháo binh đã được thành lập. Theo AFP, liên minh này do Pháp và Mỹ đứng đầu đã vận động được hơn 50 nước tham gia để cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Theo ông Umerov, cần phải gia tăng sản xuất đạn dược để bắt kịp tốc độ tiêu hao của Ukraine. Hiện nay, pháo binh được xem là khí tài quan trọng nhất giữa lúc Nga đang tăng cường tấn công Ukraine bằng drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ cuối năm 2023. Trong bối cảnh đạn pháo cạn kiệt, Quân đội Ukraine ở tiền tuyến đang phải ứng biến và sử dụng máy bay không người lái UAV gắn chất nổ để đối phó với lực lượng Nga. Ukraine đang cố gắng cầm cự cho đến khi có thêm nguồn viện trợ vũ khí từ nước ngoài. Giống như trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột, trước khi nhận được nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây, Ukraine đang phải sử dụng máy bay không người lái FPV thay cho hỏa lực pháo binh. Ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine cho biết, chúng tôi đang phải dựa vào máy bay không người lái FPV vì thiếu đạn pháo, tuy nhiên UAV không thể thay thế hoàn toàn pháo binh. Sự phụ thuộc ngày càng tăng của Ukraine vào máy bay không người lái FPV, UAV góc nhìn thứ nhất, có thể là cho thấy cuộc xung đột sẽ diễn ra như thế nào nếu dòng vũ khí phương Tây tới Kiev tiếp tục bị hạn chế nghiêm trọng. UAV không thể bay xa và nhanh như đạn pháo. Chúng cũng không mang được nhiều chất nổ hoặc nổ xuyên qua các bức tường bê tông. Nhưng chỉ với vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc, UAV có giá thấp hơn nhiều so với đạn pháo và dễ sản xuất hơn nhiều. Cả Nga và Ukraine đã tăng cường sử dụng UAV trong 6 tháng qua khi chúng thể hiện tính hữu dụng trên các khu vực có địa hình chống trải và bằng phẳng của Ukraine. Chúng chính xác hơn nhiều so với pháo binh, cho phép những người điều khiển UAV theo dõi các phương tiện đang di chuyển vào lực lượng bộ binh. Trong khi pháo binh thường cần nhiều phát bắn để bắn trúng mục tiêu, thì UAV hầu như đều đánh trúng mục tiêu trong mỗi lần tấn công. Cho đến nay, lực lượng Ukraine chỉ có thể ngăn chặn những bước tiến của Nga xung quanh làng Roboty ở phía nam thị trấn Orekhov vì một số đơn vị pháo binh trong khu vực đã được điều động đến các khu vực khác của mặt trận. Mặc dù Kiev phải dựa vào UAV vì lý do cấp thiết, nhưng binh sĩ Ukraine hoạt động xung quanh Roboty cho biết, thiết bị này đang làm thay đổi tình thế trên chiến tuyến. Do xe bọc thép cỡ lớn là mục tiêu có giá trị, dễ phát hiện nên cả hai bên đều hạn chế sử dụng chúng ở tiền tuyến và thay thế bằng xe tải, thậm chí là xe máy. Với máy bay không người lái FPV, lực lượng Ukraine có thể tấn công ngay cả những phương tiện nhỏ và truy đuổi cả lính bộ binh. Kết quả là vùng xám, tức là khu vực nằm giữa chiến hào của hai bên nhưng không bên nào kiểm soát được, ngày càng mở rộng hơn, khiến việc tiến quân trở nên khó khăn hơn. Mặc dù UAV có hiệu quả chống lại bộ binh và các phương tiện quân sự, nhưng chúng không thể mang đủ chất nổ để phá hủy các công sự mà pháo binh có thể bắn xuyên qua. Ngoài ra, do chúng bay chậm hơn nhiều so với đạn pháo, nên khi UAV tới được điểm đến thì mục tiêu đã rời khỏi đó. Mặt khác, số lượng UAV của Ukraine vẫn còn hạn chế. Ngoài việc tìm kiếm nguồn viện trợ từ nước ngoài, Ukraine hiện đang nỗ lực tăng cường sản xuất trong nước, chế tạo những loại UAV có khả năng mang được khối lượng đạn dược hoặc chất nổ lớn hơn. Cuối tháng 12 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chúng tôi sẽ sản xuất 1 triệu UAV vào năm tới. Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đang gặp nhiều thách thức về số lượng vũ khí được viện trợ, đặc biệt là số lượng đạn pháo. Trong khi đó, Nga đang cố gắng tận dụng tối đa lợi thế về tài nguyên và cũng đang xây dựng một đội quân UAV với các khả năng đa dạng. Theo Military Watch, ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy các đơn vị chiến đấu của lực lượng không quân Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề. Sự suy yếu của hệ thống phòng không đã khiến các đơn vị không quân có người lái còn lại của Ukraine vào tình trạng nguy hiểm hơn. Trong khi đó, Nga cũng tăng cường sử dụng các phương tiện cảnh báo và kiểm soát sớm trên không AEWFC để nâng cao khả năng vô hiệu hóa máy bay chiến đấu của Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu đầu tư hiện đại hóa phi đội AEWFC của mình vào những năm 2010 và đến đầu năm 2023, ước tính đã đưa vào biên chế 7 chiếc A50U cùng với 3 chiếc A50 cơ bản. Máy bay A50 là một thiết kế từ thời Liên Xô, được đưa vào biên chế từ năm 1985, nhưng hệ thống điện tử của chiếc máy bay này đã lỗi thời rất nhiều so với thế kỷ 21. Nga đã tiến hành những nâng cấp trên chiếc máy bay này. Ưu điểm của phiên bản nâng cao bao gồm độ bền cao hơn 15 đến 20%, cho phép mỗi máy bay hoạt động trên không trong hơn 9 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu, cũng như tích hợp radar Smell 2 để thay thế radar cũ kỹ của Liên Xô. Radar Smell có khả năng nhận biết tình huống tốt hơn, bao gồm khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa ở phạm vi trên 1.000 km và theo dõi máy bay chiến đấu ở phạm vi xa hơn tới 33%. Do đó, A50U có thể theo dõi tới 300 vật thể và cung cấp mục tiêu cho tối đa 40 máy bay chiến đấu đi cùng, trong khi radar SMEL ban đầu chỉ có thể theo dõi 200 và chỉ cung cấp dữ liệu cho 20 máy bay. Các nền tảng AEVC có thể mang radar lớn hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu. Điều này cho phép chúng cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu có giá trị và các thông tin khác có thể đảm bảo lợi thế quan trọng trong việc nhận biết tình huống. Tuy nhiên, các đơn vị máy bay chiến đấu của Nga sử dụng hệ thống AEVKC bị đánh giá là hạn chế hơn nhiều so với các hệ thống của Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, KJ-500 của Trung Quốc hiện được coi là dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này. Mỹ cũng chuẩn bị thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc bằng việc giới thiệu nền tảng E-7 Wedgetail. Các thương vụ mua E-7 đã nhận được nguồn tài trợ khẩn cấp vào năm 2022 nhằm giải quyết các vấn đề ngày càng gia tăng với những chiếc máy bay E-3 ngày càng lỗi thời được cho là không còn khả năng đối phó một cách hiệu quả trước phi đội máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc. Do đó, hạm đội AEVKC của Nga không chỉ có quy mô bằng một phần nhỏ so với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc, mà còn thua xa Trung Quốc về mặt công nghệ và có nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Nền tảng A-100 AEWC mới của Nga, một biến thể cải tiến của A-50, được cho là sẽ có hiệu suất cao hơn khoảng 30% so với A-50U, nhưng vẫn không thể so sánh với E7 của Mỹ. Điều này đang phản ánh những hạn chế mà ngành công nghiệp điện tử Nga phải đối mặt dưới thời hậu Xô Viết. Tuy nhiên, Nga cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm vận hành máy bay cảnh báo sớm trong vùng xung đột thông qua việc triển khai các máy bay AN-50U trong hoạt động chống nổi dậy ở Syria từ tháng 12 năm 2015. Các hoạt động của không quân Nga tại quốc gia này còn bao gồm đánh chặn các máy bay chiến đấu của phương Tây, thổ nhĩ kỳ và Israel thường xuyên vi phạm không phận Syria mặc dù phạm vi hoạt động của A-50 vẫn chưa được biết. Gần đây hơn, không quân Nga đã tăng cường sử dụng A-50 để hỗ trợ các hoạt động chống lại máy bay Ukraine, hỗ trợ không chỉ cho các đơn vị máy bay chiến đấu mà còn cho các khí tài phòng không trên mặt đất. Một trong những ví dụ đáng chú ý nhất là việc sử dụng hệ thống cảnh báo sớm vào đầu tháng 11 năm 2023 để dẫn đường cho tên lửa đất đối không 40N6 từ hệ thống phòng không S-400 tấn công một mục tiêu cách xa 400 km ở độ cao thấp, điều mà tên lửa đất đối không khó có thể thực hiện được do giới hạn về phạm vi phát hiện mục tiêu cũng như do bề mặt cong của trái đất. Tuy nhiên, ở một diễn biến ngược lại, mới đây quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy một máy bay cảnh báo sớm A-50 và một máy bay chỉ huy in 22 của Nga tại khu vực gần biển Azov. Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Nam Ukraine sau đó công bố video cho thấy chiếc máy bay A-50 bay qua khu dân cư kèm bản đồ đường bay của phương tiện tại khu vực bị bắn rơi. Đây được coi là tổn thất lớn với không quân Nga do lực lượng này chỉ sở hữu 9 chiếc A-50 vốn được mệnh danh là mắt thần trên không, giúp quân đội Nga có cái nhìn bao quát về tình hình chiến trường ở Ukraine. Ukraine không nêu cụ thể loại vũ khí được sử dụng để hạ máy bay A-50 Nga. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine có thể đã dùng tổ hợp phòng không Patriot PAC-2 với tầm bắn gần 150 km để hạ chiếc A-50. Thưa quý vị, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, ông Rob Bauer đã cảnh báo rằng người dân phương Tây phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột tổng lực với Nga trong vòng 20 năm tới. Theo ông Bauer, trong khi các lực lượng vũ trang sắp đối diện với một cuộc xung đột mới, thì người dân cũng cần phải sẵn sàng cho sự xáo trộn lớn trong cuộc sống của họ. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, ông Rob Bauer đã cảnh báo rằng người dân phương Tây phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột tổng lực với Nga trong vòng 20 năm tới. Theo ông Power, trong khi các lực lượng vũ trang đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng nổ của một cuộc xung đột, thì người dân cũng cần phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột sẽ gây sóng trộn lớn cho cuộc sống của họ. Phát biểu trước các phòng viên sau cuộc họp các lãnh đạo quốc phòng NATO tại Brussels, ông Power cho biết một lượng lớn dân thường sẽ được huy động nếu giao tranh bùng phát và các chính phủ nên thiết lập các hệ thống để quản lý quá trình này. Chúng ta phải biết rằng không phải tự nhiên chúng ta có được hòa bình và đó là lý do tại sao các lực lượng NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận rộng hơn nhiều, mọi người phải hiểu họ sẽ đóng một vai trò nào đó. Ông Power đã khen ngợi Thụy Điển vì nước này yêu cầu tất cả các công dân của mình chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra trước khi họ chính thức gia nhập Liên minh quân sự NATO. Trong một diễn biến liên quan khác, một cuộc tập trận của NATO sẽ huy động khoảng 90.000 quân đến từ 31 quốc gia thành viên NATO, cùng ứng cử viên chuẩn bị gia nhập là Thụy Điển sẽ bắt đầu và kéo dài cho đến hết tháng 5 năm 2024. Đây là cuộc tập trận với quy mô lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, với tên gọi Người bảo vệ kiên định 2024, với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên cùng Thụy Điển trong thời gian nhiều tháng. Theo thông báo của NATO, cuộc tập trận Người bảo vệ kiên định 2024 sẽ diễn ra theo kịch bản về các cách thức mà quân đội Mỹ phản ứng di chuyển xuyên Đại Tây Dương để tăng viện cho các đồng minh châu Âu có đường biên giới chung với nước Nga hoặc chi viện cho sườn đông châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột với một đối thủ có sức mạnh quân sự tương đương. Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli, cho biết cuộc tập trận người bảo vệ kiên định 2024 nằm trong chiến lược dân đe và bảo vệ khu vực châu Âu Đại Tây Dương, phù hợp với mục tiêu phòng thủ tập thể của NATO. Ông nói, người bảo vệ kiên định 2024 sẽ là cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ, sẽ là minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm của NATO trong việc bảo vệ thành viên, bảo vệ các giá trị của NATO và đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Cuộc tập trận này đã dẫn tới một số đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng khối NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực diện với Nga trong tương lai. Nhà hoạt động bảo thủ Jack Bosobiec cho rằng việc NATO sử dụng cụm từ kịch bản mô phỏng xung đột trỗi dậy chống lại một đối thủ gần ngang cơ là ám chỉ cuộc đụng độ với Nga. Mặc dù Nga không được nêu tên trong thông báo của NATO, hãng tin Reuters đã phản ánh về một tài liệu của khối này nhận diện Nga là một mối đe dọa đáng kể nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh của các thành viên NATO. Theo phát hiện của hãng thông tấn Reuters, một địa điểm của cuộc tập trận kéo dài này là Ba Lan, quốc gia trung biên giới với Nga. Ngoài ra, cuộc tập trận còn diễn ra tại các nước Baltic, vốn có quan hệ căng thẳng với Nga, cũng như Đức, Na Uy và Rumania. Số quân nói trên cũng là lớn nhất trong các cuộc tập trận của NATO tính từ thời chiến tranh lạnh, khi NATO từng huy động 125.000 lính trong cuộc tập trận Reforger năm 1988. Ngoài số quân khổng lồ, NATO sẽ sử dụng thêm 50 chiến hạm trên 80 máy bay chiến đấu, trực thăng và UAV, cùng 1.100 xe chiến đấu, bao gồm 133 xe tăng. Tướng Mỹ Cavoli đã nói, lần đầu tiên trong 30 năm, chúng tôi có chiến lược gian đe và phòng thủ khu vực châu Á-Đại Tây Dương, và chúng tôi có kế hoạch làm cho liên minh phù hợp với mục đích phòng thủ lãnh thổ tập thể. Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện hóa các kế hoạch của chúng tôi. Trong một diễn biến khác, Ukraine và phương Tây nhận định, Nga đang chuyển hướng tấn công trên chiến trường và xây dựng lực lượng dự bị mạnh cho tác chiến chiến lược trên nhiều hướng. Phía Ukraine vừa thông báo, quân đội Nga sẽ mau chóng thay đổi chiến lược tấn công sau khi giảm các đợt tiến công dọc theo một số khu vực tiền tuyến trong các tuần gần đây. Giới chức Ukraine cho rằng các lực lượng Nga sẽ mở lại các cuộc tấn công ở cả hai hướng Kupyang và Liman vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2024, nhưng việc này sẽ gặp trở ngại do thiếu lực lượng dự bị cho hoạt động tác chiến quy mô lớn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, tướng Vadim Skibitsky, nói rằng lực lượng lục quân và lính dù của Nga hiện không thể thực hiện tác chiến tấn công chiến lược do thiếu lực lượng dự bị mạnh. Hai ngày trước đó, tướng Skibitsky nói rằng Moscow tuyển khoảng 30.000 lính mỗi tháng để bù đắp cho số lính tử trận và bị thương đồng thời xây dựng các trung đoàn dự bị. Tuy nhiên, ông này cho rằng Nga vẫn cần một cuộc động viên lớn tương tự như đợt tuyển quân rầm rộ vào tháng 9 năm 2022 để bảo đảm thiết lập được một lực lượng dự bị chiến lược mạnh. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở ở Washington cho biết, các bình luận của tướng Skibitsky cho thấy, ngay cả khi tập hợp đủ nhân lực cho hoạt động luân chuyển quân thường lệ cấp chiến dịch tại Ukraine, thì Nga vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng các lực lượng dự bị chiến dịch cần thiết cho nỗ lực tấn công đồng thời theo vài hướng. Ngày 19 tháng 1, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã có cuộc họp báo về nhiều vấn đề trong nước và quốc tế. Quan chức điện Kremlin khẳng định, người dân Nga luôn dành cho tổng thống Vladimir Putin mức độ tín nhiệm cao. Tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo này luôn duy trì ổn định cao ở mức 80% trong nhiều năm. Điều này cho thấy người dân đánh giá cao hiệu quả lãnh đạo đất nước của tổng thống Putin. Nhờ đó, nước Nga đương đầu được với những thách thức từ dịch bệnh Covid-19, các lệnh trừng phạt của phương Tây và không ngừng phát triển ổn định về chuyến thăm có thể diễn ra của tổng thống putin đến thổ nhĩ kỳ và triều tiên ông peskov cho biết các nước hiện đang trao đổi về thời gian qua kênh ngoại giao liên quan sáng kiến ngũ cốc biển đen ông peskov khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đối thoại nào và không có cơ sở để đàm phán nối lại thỏa thuận này ông nhắc lại những nội dung liên quan đảm bảo lợi ích của nga trong thỏa thuận đều không được các bên còn lại tuân thủ về tình hình quốc tế người phát ngôn điện kremlin cho biết nga quan ngại về tình hình căng thẳng tại trung đông và khu vực châu á thái bình dương cũng như quan hệ đang nóng lên giữa Iran và Pakistan. Theo ông, một phần nguyên nhân do cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dài Gaza. Ông nhấn mạnh, Moscow kêu gọi tất cả các nước và các bên liên quan kiềm chế, giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Đánh giá quyết định của Argentina không gia nhập nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, ông Peskov cho biết, Nga lấy làm tiếc về điều này nhưng tôn trọng mọi quyết định của Buenos Aires. Ông đồng thời lưu ý nhiều nước có nguyện vọng tham gia BRICS cho thấy việc trở thành thành viên của nhóm đáp ứng lợi ích quốc gia của các nước này. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang phát triển quan hệ với Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm. Ông Peskov ngày 17 tháng 1 cho biết, Triều Tiên là đối tác rất quan trọng của chúng tôi và chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển hơn nữa mối quan hệ của chúng ta trong mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choi Sun-hui đã ca ngợi mối quan hệ hữu nghị với Nga và tổ chức các cuộc đàm phán hiếm hoi tại Điện Kremlin Bà Choi Sun Hui nhấn mạnh, việc Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thường xuyên gặp gỡ và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đồng chí là một bằng chứng nữa cho thấy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chia sẻ thêm về hội đàm, ông Peskov nói rằng hai bên đã thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và trọng tâm chính là phát triển quan hệ song phương. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cũng cho biết hai nước đã bắt đầu thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh tháng 9 năm 2023. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Ông Lavrov tuyên bố Nga luôn ủng hộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc và đánh giá rất cao lập trường tương tự của Triều Tiên trong việc ủng hộ các quan điểm của Nga. Quan hệ giữa Triều Tiên và Nga đã được thắt chặt kể từ khi Moscow bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó, Mỹ và các nước phương Tây đã chỉ trích Triều Tiên chuyển giao tên lửa đáng kể cho Nga để hỗ trợ nước này trong xung đột. Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên Moscow cho biết họ sẽ phát triển quan hệ với bất kỳ quốc gia nào họ muốn và sự hợp tác của họ với Bình Nhưỡng không trái với các thỏa thuận quốc tế. Thời gian gần đây, Nga đã nỗ lực tìm cách khôi phục mối quan hệ với Triều Tiên trong nhiều lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quân sự. Bên cạnh đó, ngày 18 tháng 1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành cuộc họp báo thường niên tổng kết công tác ngoại giao năm 2023, đưa ra quan điểm đường hướng đối ngoại của Nga trong thời gian tới. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 300 phóng viên một nửa trong số này là các phóng viên nước ngoài. Ngoại trưởng Lavrov cho biết, trong năm 2023, chính phủ Nga đã nỗ lực để ổn định nền kinh tế trong bối cảnh nước này đối mặt với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt, bao vây cấm vận của phương Tây. Ông Lavrov cho biết, trong năm qua, Nga đã nỗ lực phát triển quan hệ cả song phương và với các tổ chức dựa trên quan điểm tôn trọng, cân bằng lợi ích của các nước. Cụ thể, Nga đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ với các quốc gia ở Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latin và Châu Á như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út. Nga cũng chú trọng củng cố nhà nước liên minh Nga-Belarus, tăng cường khối cộng đồng kinh tế Á-Âu, EAEU trên cơ sở thúc đẩy hợp tác trong các dự án với sáng kiến Vành đai và Con đường và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO. Ông Lavrov khẳng định quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển nhất khi trong năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Nga sau khi ông tái đắc cử cương vị Chủ tịch nước. Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm cũng đã tới Bắc Kinh dự diễn đàn hợp tác Vành đai và Con đường. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang góp phần vào một thế giới đa cực đa dạng và hiện có gần 30 quốc gia muốn gia nhập khối này. Ông Lavrov lưu ý đến quan điểm đối ngoại của Nga, đó là các vấn đề an ninh của lục địa Á-Âu sẽ do khu vực này giải quyết mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Ngoài ra, ngoại trưởng Lavrov chỉ trích xu hướng bài Nga, chủ nghĩa thực dân mới và cho biết, Liên bang Nga cũng sẽ chú trọng tới việc bảo vệ người Nga ở nước ngoài. Theo ngoại trưởng Lavrov, Nga cũng sẽ thúc đẩy sự cân bằng đúng đắn trong quan hệ quốc tế. Chính phủ Australia đã chính thức từ chối yêu cầu từ Ukraine về việc bán viện trợ phi đội trực thăng Taipan hiện đã ngừng hoạt động của không quân nước này cho Ukraine. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy, từ tháng 9 năm 2023, chính phủ Australia đã bắt đầu ngừng hoạt động của 45 máy bay Taipan MRH-90 sau một vụ tai nạn ở Queensland khiến 4 phi công thiệt mạng hiện các máy bay này đang được tháo rỡ và tiến hành tiêu hủy các bộ phận không thể tái sử dụng. Các bộ phận có thể tái sử dụng như thân vỏ máy bay và một số động cơ sẽ được bán lại cho các công ty công nghiệp quốc phòng để chuyển đổi mục đích sử dụng. Như vậy, Australia không thể chuyển giao, viện trợ hay bán các máy bay này cho Ukraine bởi tất cả chúng đều không đủ điều kiện hoạt động. Từ giữa năm 2023, Ukraine đã nhiều lần đề nghị Australia xem xét việc viện trợ hoặc bán lại các máy bay trực thăng Taipan chuẩn bị hết hạn sử dụng cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực không quân cho nước này. Gần đây nhất, ngày 17 tháng 12 năm 2023, Trung tướng Kirilo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Mouse một lần nữa chính thức yêu cầu Australia viện trợ các máy bay Taipan đã loại khỏi biên chế cho Ukraine. Nhấn mạnh Ukraine đã nghiên cứu lý do Australia ngừng sử dụng các máy bay Taipan và khẳng định Ukraine sẵn sàng xây dựng một trung tâm bảo trì và nâng cấp máy bay này với sự hỗ trợ của Pháp để có thể tiếp tục sử dụng trên chiến trường. Thay mặt Bộ trưởng Richard Mouse đang nghỉ phép, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy đã trả lời tướng Budanov rằng việc đưa máy bay Taipan trở lại trạng thái hoạt động là không khả thi và có thể gây ra các tai nạn đáng tiếc. Do đó, Australia từ chối yêu cầu này. Trước đó, cuối tháng 9 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Mouse cũng đã xác nhận rằng các trực thăng Taipan sẽ không quay trở lại hoạt động bay và đang được thay thế bằng 40 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh ở phương Tây liên tục tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine. Không có gì đảm bảo rằng năm nay quốc gia Đông Âu này sẽ được phương Tây hỗ trợ giống như năm 2022 và 2023. Nikola Mikovic, nhà bình luận và nhà báo tự do ở Serbia, cho rằng trên thực tế, Mỹ khó có thể cung cấp viện trợ tài chính và quân sự đáng kể cho Ukraine trong tương lai gần và vẫn còn khá nhiều nghi vấn liệu châu Âu có đủ khả năng thay thế Washington trở thành nhà ủng hộ chính cho Kiev hay không. Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine tại Brussels, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những hỗ trợ lớn về quân sự, kinh tế và nhân đạo trong khi nhiều thành viên NATO vạch ra kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro vào năm 2024. Những động thái như vậy chắc chắn sẽ khuyến khích Kiev tiếp tục chiến đấu, mặc dù chúng có thể tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, Nhà Trắng hồi đầu tháng này tuyên bố không có tiền cho gói viện trợ mới cho Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ, chúng tôi hiện đã trao cho Ukraine gói hỗ trợ an ninh cuối cùng và chúng tôi phải nhận được sự hỗ trợ từ Quốc hội để có thể tiếp tục làm điều đó. Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn không thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden. Đó là lý do Nhà Trắng không thể công bố thêm các gói viện trợ quân sự. Trong bối cảnh đó, theo tờ Politico, các quan chức châu Âu đã liên tục đến thăm Kiev với cam kết hỗ trợ nhiều hơn khi Nga tiếp tục các cuộc không kích không ngừng nghỉ nhằm vào Ukraine. Ngoại trưởng Pháp mới được bổ nhiệm Stefan Sejoni cho biết tại Kiev rằng Ukraine sẽ vẫn là ưu tiên của Pháp bất chấp các cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi được bổ nhiệm vào tuần trước đó. Ông Sejoni ca ngợi một giai đoạn mới trong việc sản xuất vũ khí chung với Ukraine trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba. Chuyến đi của ông Sejoni diễn ra ngay sau chuyến thăm hôm 12 tháng 1 của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Trong đó, ông Sunak đã công bố một hiệp ước an ninh kéo dài nhiều năm với Ukraine nhà lãnh đạo Anh đã cam kết viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương 2,9 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2024-2025 khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev. Chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra sau nhiều tuần, Nga tiếp tục không kích Ukraine và trong bối cảnh có lo ngại rằng sự giúp đỡ của Mỹ đã bị đình trệ do Quốc hội cản trở và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dự kiến cũng sẽ đến Kiev trong tuần này. Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ tin tưởng rằng tất cả 27 quốc gia thành viên EU sẽ đồng ý gia hạn thêm viện trợ tài chính cho Ukraine, vượt qua sự phản đối của Hungary và thực hiện cam kết với Kiev. Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra lời kêu gọi bất thường tới các nước EU khác hãy cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Ông nói, số lượng vũ khí được lên kế hoạch chuyển giao cho đến nay là quá nhỏ Bất chấp cam kết của Berlin đã tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev lên 8 tỷ euro trong năm nay. Theo Viện Kiel, cơ quan thống kê viện trợ quân sự cho Ukraine, Đức là nhà tài trợ cho Ukraine cao thứ hai vào năm ngoái sau Mỹ với 17,1 tỷ euro, tiếp theo là Anh với 6,6 tỷ euro và sau đó là các nước Bắc Âu, Đông EU. Trong khi đó, Pháp chỉ đóng góp 0,54 tỷ euro, Italia 0,69 tỷ euro và Tây Ban Nha 0,34 tỷ euro. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, ngày 19 tháng 1, Tổ chức Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, liên minh của một số nhóm dân quân thân Iran tuyên bố các chiến binh đã nhắm mục tiêu một máy bay không người lái UAV MQ-9 của lực lượng chiếm đóng Mỹ. Quan chức Mỹ sau đó đã xác nhận thông tin này song không nêu rõ loại máy bay nào. Tổ chức Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, liên minh của một số nhóm dân quân thân Iran ngày 19 tháng 1 tuyên bố các chiến binh đã nhắm mục tiêu một máy bay không người lái UAV MQ-9 của lực lượng chiếm đóng Mỹ. Liên minh này cho biết, chiếc MQ-9 cất cánh từ căn cứ không quân Ali Al-Salem của Mỹ tại Coet và bị hạ tại khu vực tỉnh Diyala, giáp thủ đô Baghdad của Iraq. Một quan chức Mỹ sau đó xác nhận UAV của nước này rơi gần căn cứ không quân Balad tại Iraq vào cuối ngày 18 tháng 1, song không nêu rõ loại máy bay. Lực lượng an ninh Iraq đã thu hồi các mảnh vỡ, không có thông tin về thương vong. Quan chức này cho biết, chúng tôi đang điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn. MQ9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho Không quân Mỹ. Cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ cho biết, mỗi chiếc MQ9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Trong một diễn biến khác, hồi đầu tháng 1, hãng thông tấn MEHR News trích dẫn đoạn video từ kênh Telegram của Sabrin News cho thấy, một người dân Iraq sinh sống gần căn cứ không quân Harry của Mỹ đóng tại Iraq đã ghi được khoảnh khắc UAV cảm tử lao vào cơ sở hạ tầng nơi này đòn tấn công của UAV lập tức gây ra một vụ nổ lớn bên trong căn cứ và ngay lập tức kích hoạt còi báo động ở nơi đây. Theo MEHR News, các nhóm dân quân Iraq được cho là thủ phạm thực hiện vụ tấn công trên. Kể từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra tại giải Gaza đầu tháng 10 năm ngoái, đã có hơn 100 vụ tấn công nhằm vào binh sĩ si Mỹ đóng tại các căn cứ quân sự ở Iraq và Syria. Nhóm Islamic Resistance in Iraq nhận trách nhiệm phần lớn các vụ tấn công trên về phía Mỹ để trả đũa. Trước đó quân đội Mỹ đã tiến hành không kích ba cơ sở được Qatar, Hezbollah và các nhóm liên quan sử dụng ở Iraq. Các cuộc không kích của Mỹ đã loại bỏ một số tay súng Qatar, Hezbollah và một số cơ sở được sử dụng bởi nhóm này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, các cuộc không kích này nhằm đáp trả các vụ tấn công nhắm tới binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria do các nhóm thân Iran thực hiện, đồng thời làm giảm năng lực của các nhóm vũ trang này. Bộ trưởng Austin cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và các cơ sở của nước này đồng thời tìm cách ngăn không cho xung đột căng thẳng ở khu vực. Theo đó, Liên minh dân quân thân Iran tại Iraq gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu của quân đội Mỹ trong khu vực. Hồi đầu tháng 1, Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn tướng Patrick Ryder thông báo quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa ngay giữa thủ đô Baghdad của Iraq, loại bỏ một thủ lĩnh nhóm dân quân al nuzaba Người này đã tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại nhân viên Mỹ. Cần phải lưu ý rằng, đây là cuộc tấn công được thực hiện để tự vệ, không có dân thường nào thương vong và không có cơ sở hạ tầng vật chất nào bị tổn hại. Phía cảnh sát Iraq cũng xác nhận Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái phóng hai quả tên lửa vào trụ sở phía đông thủ đô của nhóm dân quân Harakat Anuzaba khiến bốn người thiệt mạng. Người phát ngôn của thủ tướng Iraq đã lên án hành động của Mỹ, cho rằng Mỹ đã tấn công một thực thể an ninh được phép hoạt động tại quốc gia này. Các nhóm dân quân tại Iraq tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, quân đội Mỹ, đồng minh số một của Israel đã bị tấn công ít nhất 100 lần tại Iraq và Syria bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian ngày 19 tháng 1 đã tiến hành điện đàm và đồng ý giảm bớt căng thẳng tình hình. Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước đều bày tỏ mong muốn hợp tác trên tinh thần tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của nhau. Đồng thời, hai bên nhất trí, hai nước cần tăng cường phối hợp ở cấp làm việc. Hai bên cũng thảo luận về việc đưa đại sứ hai nước trở về thủ đô của nhau. Hội đồng An ninh Quốc gia Pakistan tổ chức một cuộc họp bàn về biện pháp giải quyết căng thẳng với Iran dưới sự chủ trì của Thủ tướng tạm quyền Kaka. Tại cuộc họp, chính phủ Pakistan quyết định cùng Iran giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao khác, mở đường cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Trước đó, cả Iran và Pakistan đều đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của nhau, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Cụ thể, Iran và Pakistan có chung đường biên giới trải dài khoảng 900 km với một bên là tỉnh Balochistan của Pakistan và một bên là Sistan và Baluchestan của Iran. Loạt đạn mở đầu trong chuỗi sự kiện diễn ra nhanh chóng này bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào tỉnh Balochistan của Pakistan khiến hai trẻ em thiệt mạng và một số người khác bị thương. Iran tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu vào những kẻ nguy hiểm Iran trên đất Pakistan và không có công dân Pakistan nào bị nhắm mục tiêu. Mục tiêu của Iran là các thanh trì của nhóm chiến binh Sunni Jaisi al-Adi. Nhóm chiến binh ly khai này hoạt động ở cả hai bên biên giới Iran-Pakistan và trước đây đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Mục tiêu cuối cùng của nhóm này là giành độc lập cho tỉnh Sistan và Baluchestan của Iran tuy nhiên vụ tấn công đã khiến pakistan tức giận islamabad gọi vụ tấn công của tehran là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tinh thần của quan hệ song phương giữa pakistan và iran pakistan đã đáp trả hai ngày sau cuộc tấn công của iran islamabad gọi đó là một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và được phối hợp chặt chẽ nhắm vào nơi ẩn náu của các phần tử ly khai ở sistan và baluchistan Xung đột của Pakistan và Iran chống lại lực lượng ly khai hoạt động ở hai bên biên giới của nhau không phải là mới. Các cuộc đụng độ dọc biên giới hỗn loạn thường xuyên xảy ra trong nhiều năm qua. Trước đó, Iran đã cáo buộc phiến quân Jaisi al-Adi xông vào đồn cảnh sát ở Sistan và Baluchestan, khiến 11 sĩ quan cảnh sát Iran thiệt mạng. Tuy nhiên, điều hết sức bất thường là mỗi bên sẵn sàng tấn công các mục tiêu bên kia biên giới mà không báo trước cho nhau. Tất cả những điều này đang xảy ra trong bối cảnh Israel bắn phá Gaza gây ảnh hưởng lan rộng khắp khu vực. Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Iraq và Syria với lý do để bảo vệ chủ quyền, an ninh. Các cuộc tấn công đã gây thêm quan ngại cho khu vực và cộng đồng quốc tế trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Hamas và Israel vẫn tiếp tục căng thẳng. Các quốc gia lân cận đã lên tiếng. Ấn Độ nói rằng họ không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố, và vụ tấn công là vấn đề giữa iran và pakistan trung quốc kêu gọi cả hai nước kiềm chế và tránh gia tăng căng thẳng hơn nữa theo các nhà quan sát bất chấp các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng iran và pakistan dường như không muốn rơi vào tình trạng thù địch toàn diện với nhau tuyên bố của cả hai bên phần nào cho thấy điều này bộ ngoại giao pakistan gọi iran là quốc gia anh em và nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra giải pháp chung trong khi đó, đầu tuần này, ngoại trưởng Iran cũng gọi Pakistan là quốc gia thân thiện và nhấn mạnh các cuộc tấn công của Tehran chỉ nhằm vào phiến quân. Ông Michael Cusman, giám đốc Nam Á tại Trung tâm Wilson, nhận định mặc dù hành động trả đũa của Pakistan làm tăng nguy cơ gia tăng, nhưng nó cũng tạo đường lui để hai bên rút khỏi bờ vực. Với cuộc tấn công đáp trả, Pakistan đã có tỷ số hòa với Iran một số người cho rằng chính phủ Islamabad đang chịu áp lực trong nước phải đáp trả bởi Pakistan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng tới. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Asif Yassin cho hay, có rất nhiều áp lực từ công chúng buộc chính phủ phải làm điều gì đó và vì vậy họ làm điều này chỉ để chứng minh họ không kém gì Iran. Ông Yassin cho biết, ông có linh cảm rằng chuyện này sẽ dừng lại ở đây đối với cả hai nước và Pakistan giờ đây có thể bắt đầu lại đối thoại với Iran. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 19 tháng 1 thông báo, quân đội Mỹ lần thứ tư trong tuần qua triển khai hành động phủ đầu nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Houthi sẵn sàng tập kích tàu hàng. Ông Kirby nói, lực lượng Mỹ mở ba cuộc không kích nhằm vào mục tiêu Houthi tại Yemen, đồng thời khẳng định các đợt không kích của Mỹ nhằm mục đích tự vệ và giúp tạo ra vùng biển quốc tế an toàn hơn cho chiến hạm lẫn tàu hàng các nước bộ tư lệnh trung tâm của quân đội mỹ sencom sau đó thông báo các vụ không kích diễn ra sau khi họ phát hiện houthi chuẩn bị tên lửa diệt hạm để tập kích chiến hạm nước này và tàu hàng trong khu vực sencom cho biết lực lượng của chúng tôi không kích vị trí triển khai ba tên lửa diệt hạm của lực lượng houthi chuẩn bị phóng vào mục tiêu ở phía nam biển đỏ theo quân đội mỹ lực lượng houthi trước đó phóng hai tên lửa chống hạm vào tàu bồn Chem Ranger thuộc sở hữu của nước này. Các quả đạn đánh trúng vùng nước gần tàu Chem Ranger, song không gây thương vong hoặc làm hư hại phương tiện. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Joe Biden cho hay Mỹ sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của hầu thi, dù thực tế chiến dịch này không ngăn được hầu thi tấn công các tàu buôn ở Biển Đỏ. Các tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ ở Biển Đỏ đã bắn một loạt tên lửa vào hơn chục địa điểm của hầu thi ở Yemen, chỉ vài giờ sau khi Houthi dùng máy bay không người lái UAV tấn công một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ US Sencom tuyên bố chiến dịch tấn công của nước này sẽ làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh vào ngành vận chuyển thương mại và quốc tế. Theo hãng tin RT, khi được hỏi liệu các cuộc tấn công này có thể ngăn chặn Houthi hay không, ông Biden cho biết khi bạn hỏi có tác dụng ngăn chặn Houthi hay không, không, họ còn tiếp tục tấn công hay không? Có. Ngay sau phát biểu của ông Biden, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo đã tiến hành thêm một cuộc tấn công khác nhằm vào các tên lửa mà nhóm vũ trang hầu thi tuyên bố đã sẵn sàng để phóng vào các tàu thương mại. Biển đỏ ngày càng dậy sóng, tình hình khu vực ngày càng căng thẳng. Trước tình hình đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu lực lượng hầu thi tại Yemen lập tức chấm dứt các vụ tập kích nhằm vào tàu thuyền đi qua biển đỏ. Cụ thể, nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản đưa ra được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua sau cuộc bỏ phiếu lên án mạnh mẽ ít nhất 20 vụ tập kích của Houthi nhằm vào tàu hàng kể từ 19 tháng 11 năm 2023 sau khi lực lượng này tấn công và bắt tàu Galaxy Leader cùng thủy thủ đoàn. Nghị quyết có đoạn, chúng tôi yêu cầu Houthi lập tức chấm dứt tất cả các vụ tập kích như vậy. Vốn cản trở thương mại toàn cầu, làm suy yếu các quyền và tự do hàng hải cùng hòa bình, An ninh trong khu vực. Văn bản ghi nhận những vi phạm quy mô lớn đối với lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Houthi, lên án hành động này và nhắc nhở mọi quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an tuân thủ nghĩa vụ của mình. Nghị quyết kêu gọi giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của các vụ tập kích tàu hàng do Houthi thực hiện, trong đó có những xung đột góp phần gây căng thẳng trong khu vực. Nga đưa ra ba đề xuất sửa đổi dự thảo nghị quyết, trong đó có bổ sung xung đột tại giải Gaza vào các yếu tố góp phần gây căng thẳng. Tuy nhiên, đề xuất của Nga không được thông qua. Mohammed Ali Al-Houthi, lãnh đạo Ủy ban Cách mạng Yemen của Houthi gọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an là trò chơi chính trị và cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an lập tức giải thoát cho 2,3 triệu người ở giải Gaza đang bị Israel và Mỹ bao vây, ông Al-Houthi nói. Ông Al-Houthi tuyên bố những gì mà Houthi đang thực hiện nằm trong khuôn khổ phòng vệ chính đáng đồng thời cảnh báo đáp trả bất cứ hành động nào nhằm vào lực lượng này. Thưa quý vị, liên quan đến xung đột Israel, Hamas phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út sẽ là chìa khóa để chấm dứt xung đột với lực lượng Hamas tại giải Gaza và là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho toàn bộ Trung Đông tổng thống israel isaac herzog đã nêu đề xuất chấm dứt xung đột tại giải gaza với chìa khóa là việc bình thường hóa quan hệ với ả rập xê út phát biểu tại cuộc họp thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới ở davos thụy sĩ tổng thống israel isaac herzog đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa israel và ả rập xê út sẽ là chìa khóa để chấm dứt xung đột với lực lượng hamas tại giải gaza và là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho toàn bộ trung đông khi đề cập tới giải pháp hai nhà nước cũng giống như thủ tướng netanyahu Tổng thống Isaac Herzog tránh đề cập trực tiếp, song cho biết điều mà người Israel quan tâm vào thời điểm hiện nay là an ninh sau các cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023. Bối cảnh khu vực là một trục cho sự phát triển và tiến bộ. Đó là một trục mang lại một chân trời tốt đẹp hơn cho tất cả các bên liên quan. Và rõ ràng, lựa chọn của Ả Rập Xê Út là một phần trong đó, vì toàn bộ quá trình bình thường hóa là chìa khóa cho khả năng thoát khỏi chiến tranh và hướng tới một chân trời mới tiến trình này vẫn còn mong manh và sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng đây thực sự là cơ hội để khu vực tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Fahan cho biết nước này đã đồng ý với cách tiếp cận về hòa bình cho khu vực, bao gồm hòa bình cho Israel. Ông đồng thời cho biết Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ công nhận Israel là một phần của thỏa thuận chính trị lớn hơn. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể đạt được thông qua hòa bình cho người Palestine, thông qua giải pháp hai nhà nước. Ông nói, chúng ta cần phải ngừng bắn ngay lập tức, chúng ta cần đặt nền móng cho một tiến trình đáng tin cậy, cho phép chúng ta có một tiến trình hướng tới hòa bình trong khu vực. Điều này sẽ giải quyết nhiều thách thức, nhưng nếu tiếp tục như hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục phải chứng kiến những chu kỳ leo thang. Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi đánh bại Hamas và giải cứu các con tin đang bị giam giữ ở giải Gaza. Tuyên bố được đưa ra vào lúc lực lượng Israel tăng cường các chiến dịch trên khắp Gaza trong đó quân đội Israel cho biết đã tiến đến cực nam của vùng lãnh thổ này. Đa số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Netanyahu phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine, trong khi chính phủ Mỹ duy trì quan điểm cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để đem lại hòa bình lâu dài trong khu vực. Lập trường cũng được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc tới tại các cuộc thảo luận ở Davos. Theo nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ, con đường đi tới một nhà nước Palestine có thể giúp cải thiện an ninh của Israel và mối quan hệ giữa nước này với các nước khác trong khu vực. Khởi nguồn từ một nghị quyết của Liên hợp quốc năm 1947, giải pháp hai nhà nước hướng tới một nhà nước Palestine và nhà nước Israel độc lập cùng chung sống hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã bị đình trệ từ lâu do những tranh cãi về biên giới. Israel đang chịu áp lực quốc tế ngày một tăng nhằm chấm dứt xung đột trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột lan rộng các mặt trận mới đã mở ra khi các nhóm vũ trang khu vực như Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel hay mới đây nhất là những căng thẳng leo thang giữa Iran với Iraq và Pakistan. Trước đó, Ngoại trưởng Italia, ông Antonio Tajani cho biết Gaza cần một chính phủ dân sự và tất cả các thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột. Phát biểu tại cuộc họp báo về các ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch G7 năm 2014 của Italia, ngoại trưởng Tajani nói: "Tôi sẽ nhắc lại với chính quyền Israel rằng Italia hướng tới một chính phủ dân sự ở Palestine, hướng tới giải pháp hai nhà nước, hai dân tộc, hai quốc gia là giải pháp khả thi duy nhất mặc dù rất khó khăn." Ông Tajani cho biết mục tiêu của nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Italia sẽ là sự gắn kết và ổn định quốc tế với ưu tiên là ổn định Trung Đông. Để đạt được mục tiêu đó, ông sẽ thực hiện sứ mệnh ngoại giao tới Israel, Liban và Palestine trong những ngày tới để mang đến thông điệp hòa bình và đối thoại. Trước đó, Mỹ đã đề xuất thành lập một chính quyền Palestine ở Gaza sau khi xung đột kết thúc, thống nhất chính quyền với bờ Tây. Đề xuất mà thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Bảo tham ở Israel dẫn thông cáo hôm 19 tháng 1 của IDF cho biết, hệ thống vòng sắt đã bắn rơi UAV của đối phương ở phía trên vùng biển gần thành phố AC, miền bắc đất nước. Nhà chức trách không phát khỏi báo động, không kích trong sự cố. Cùng ngày, IDF tuyên bố đã thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Cụ thể, các chiến đấu cơ Israel đã oanh tạc các tòa nhà quân sự và cơ sở hạ tầng khác thuộc về Hezbollah tại Ramia, miền nam Liban cựu tư lệnh quân đội Gadi Eisenkot, thành viên nội các chiến tranh của Israel nhận định, chỉ có thỏa thuận ngừng bắn mới có thể đảm bảo hàng chục con tin bị phong trào hồi giáo Hamas bắt giam ở giải Gaza còn sống trở về. Ông Eisenkot có con trai thiệt mạng cách đây vài tuần, trong khi tham gia hoạt động quân sự chống Hamas của IDF ở Gaza. Ông tin các hoạt động giải cứu kịch tính khó khả thi vì các tay súng hồi giáo đang giam giữ con tin một cách tàn mát và trong mạng lưới đường hầm phức tạp dưới lòng đất Quan điểm của ông Eisenkot dường như trái ngược với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan. Cả ông Netanyahu và ông Galan đều tuyên bố Tel Aviv sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công ở Gaza cho đến khi loại bỏ hoàn toàn Hamas. Đồng thời khẳng định chỉ có giải pháp quân sự mới có thể đảm bảo tự do cho các con tin. Xung đột tại giải Gaza đang lôi kéo sự tham gia của các nước khu vực Trung Đông. Ngay khi bùng nổ, Mỹ đã đứng hoàn toàn về phía Israel, can dự trực tiếp thông qua gói viện trợ khẩn cấp 14,2 tỷ đô la Mỹ đưa hai tàu sân bay USS Zeranford và USS Eisenhower cùng các tàu hỗ trợ, đồng thời triển khai 2.000 quân từ khu vực. Để chia lửa với Hamas, các tổ chức Hồi giáo ở Liban, Iraq, Syria, Iran tăng cường đánh vào các lợi ích của Israel và Mỹ. Tại Liban, nhóm Hezbollah tấn công vào các vị trí của quân đội Israel ở phía Bắc. Đến nay, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Hezbollah vào lãnh thổ Israel ngày càng mạnh mẽ hơn các lực lượng IDF của Israel đáp trả bằng đại bác và súng cối. Thậm chí gần đây còn dùng xe tăng và máy bay trực thăng tấn công các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Liban. Mặt trận Hezbollah Israel đã mở ra và tiếp tục gia tăng. Tel Aviv lập kế hoạch tấn công miền Nam Liban nhằm đẩy các lực lượng Hezbollah tới sông Litani, cách xa biên giới Israel. Tại Syria, không quân Israel liên tục ném bom các sân bay Damascus, Aleppo nhằm cắt đứt các kênh cung cấp vũ khí cho Hezbollah từ Iran. Đồng thời, Israel liên tục nã tên lửa vào các căn cứ của Hezbollah và lữ đoàn Quds của Iran đóng tại Syria. Đáp lại, các máy bay không người lái cam tử được phóng đi từ Syria vào lãnh thổ Israel. Tại Iraq, đầu tháng này, phong trào kháng chiến hồi giáo ở Iraq đã tấn công vào ba căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria bằng tên lửa và máy bay không người lái. Phong trào Al-Nusra tuyên bố cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc Mỹ ủng hộ Israel chống lại người Palestine ở Gaza. Từ ngày 17 tháng 10 năm 2023, các nhóm vũ trang thuộc Tổ chức Hàng chiến Hồi giáo ở Iraq thân Iran đã tiến hành 115 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Trong đó có căn cứ quân sự Hari ở Iraq, căn cứ Qasrak, Antan và Al-Saddadi ở Syria bằng máy bay không người lái. Họ tuyên bố tiếp tục tấn công các mục tiêu của Mỹ để trả thù cho các vụ thảm sát Israel gây ra đối với thường dân Palestine ở Gaza. Một căn cứ quân sự của Israel ở Cao Nguyên Golan bị châm đóng, và một số mục tiêu quan trọng của Israel ở Haifa bị các lực lượng kháng chiến hồi giáo ở Iraq tấn công bằng tên lửa tầm xa. Trong lúc đó, Biển Đỏ dậy sóng, lực lượng thi ở Yemen liên tục tấn công vào các tàu chở hàng của Israel và các tàu của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt giao tranh ở Gaza. Cho đến nay, lực lượng thi đã tiến hành hơn 30 cuộc tấn công vào các tàu thương mại của Israel và tàu hải quân Mỹ, lên lý do bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đỏ, Mỹ đã thành lập một liên minh quốc tế với sự tham gia của 12 nước triển khai chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng. Mỹ đưa tàu ngầm, tàu sân bay, Pháp và Anh đưa tàu chiến đến khu vực. Căn cứ hải quân hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tại bờ Tây, bạo lực giữa các tay súng Palestine và Israel bùng nổ dữ dội. Người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas, Ismail Hanize, mô tả những gì đang xảy ra ở bờ Tây là sự gia tăng căng thẳng hết sức nguy hiểm, không loại trừ khả năng tiến tới cuộc xung đột vũ trang lớn. Chiến sự 100 ngày qua chứng tỏ việc tiêu diệt Hamas và giải thoát con tin bằng quân sự là một nhiệm vụ bất khả thi. Hamas không chỉ là một lực lượng quân sự mà còn là một tổ chức chính trị có hệ tư tưởng Hồi giáo và là cả một chính quyền giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2006 được người dân Palestine ở Gaza và nhiều nước ủng hộ. Việc đưa các con tin Israel về nhà chỉ có thể đạt được thông qua ngừng bắn, chấm dứt đổ máu ở giải Gaza và trở lại đàm phán. An ninh của Israel chỉ có thể được bảo đảm trên cơ sở thành lập một nhà nước Palestine độc lập tồn tại bên cạnh nhà nước Israel. Thưa quý vị, khi tình hình thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp với hai cuộc xung đột lớn, Mỹ đang đối mặt với một tình huống đáng lo ngại, đó là tìm cách mở rộng năng lực hạt nhân của mình để duy trì sức mạnh, đặc biệt là khi Trung Quốc cũng đang tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của mình. Khi tình hình thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp với hai cuộc xung đột lớn, Mỹ đang đối mặt với một tình huống đáng lo ngại. Bên cạnh hai cuộc xung đột lớn tại Trung Đông và châu Âu, Mỹ hiện đang tìm cách mở rộng năng lực hạt nhân của mình để duy trì sức mạnh, đặc biệt là khi Trung Quốc cũng đang tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của mình. Theo ghi nhận của phóng viên tờ Nikkei Asia hồi năm 2023, Savannah Riverside, gọi tắt là SRS, được ví là tàn dư từ thời chiến tranh lạnh, đang dần được khôi phục hoạt động Cơ sở này bắt đầu mở cửa từ những năm 1950, rộng 800 km với 5 lò phản ứng hạt nhân SRS, khi ấy là nhà máy sản xuất plutonium và tritium duy nhất của Mỹ đến năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Vào tháng 6 năm 2022, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ đã phê duyệt dự thảo ngân sách của Bộ Năng lượng cho năm tài khóa 2024, trong đó ngân sách dành 19,1 tỷ đô la Mỹ để tăng cường sản xuất và dự trữ vũ khí nguyên tử, tập trung vào hiện đại hóa cái gọi là Peace Plutonium, thành phần quan trọng trong những vũ khí này thực sự gây ra vụ nổ hạt nhân. Được biết, SRS bắt đầu sử dụng plutonium dư thừa cho mục đích hòa bình vào những năm 2000. Theo kế hoạch, nhà máy này sẽ được chuyển đổi thành nhà máy sản xuất nhiên liệu oxit hỗn hợp, thường được gọi là MOX, từ uranium và plutonium đã được tái chế. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị trì hoãn do bội trì ngân sách. Khi còn tại vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã chú ý đến nhà máy MOX và quyết định sẽ đưa vào vận hành cơ sở này từ năm 2030 với tư cách là một nhà máy sản xuất vũ khí với công suất 50 pit plutonium mỗi năm. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tiếp tục kế hoạch này và âm thầm nâng cấp mở rộng thiết bị sản xuất. Cộng đồng địa phương đã đưa ra những phản ứng trái chiều về vấn đề này. Trong đó, ông Tom Clement, một nhà hoạt động địa phương đã theo dõi cơ sở này trong nhiều năm nhận xét, kế hoạch này gây ô nhiễm môi trường và lãng phí rất lớn tiền thuế của người dân. Chúng ta có quá nhiều vũ khí hạt nhân, tại sao chúng ta lại cần nhiều hơn? Ông ước tính chi phí xây dựng cơ sở sản xuất các hầm chứa sẽ lên tới 20 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả số tiền đã chi cho nhà máy MOX. Đây sẽ là công trình đắt nhất trong lịch sử Mỹ, vượt xa chi phí của trung tâm thương mại một thế giới. Ông Clement nói thêm, các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội như Floor và Huntington Inger Industry cũng đang tham gia vào kế hoạch mở rộng SRS. Ông Clement nhấn mạnh, mọi thứ đều được kết nối với nhau. Ngoài ra, khu vực an ninh quốc gia Nevada, gọi tắt là NNSS, đã và đang mở rộng cơ sở thí nghiệm hạt nhân như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của quốc gia. Liên kề với NNSS là căn cứ không quân Christ trụ sở hoạt động chính của máy bay không người lái. Chính phủ Mỹ đã chi số tiền khổng lồ để đặt mua thiết bị và vũ khí cho hai cơ sở này từ các công ty tư nhân. Cole Pettis, một trợ giảng tại Las Vegas, bang Nevada của Mỹ, chia sẻ, các công ty chi hàng triệu đô la Mỹ để vận động hành lang cho chính phủ và đổi lại chính phủ sẽ bảo vệ lợi ích của họ. Đó là cách Mỹ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính Washington sẽ cần khoảng 750 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới để tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân. Trên thực tế thì việc nhà nước và doanh nghiệp liên kết với nhau không phải là điều gì quá lạ trong lĩnh vực quân sự. Trong đó, những yêu cầu từ chiến lược an ninh quốc gia thường được ưu tiên hơn so với những mong muốn của cộng đồng địa phương. Một số chuyên gia cho rằng Mỹ có lý do cấp bách để tăng tốc độ sản xuất công trình này. Joseph Kent, Giám đốc Bảo tàng Thử nghiệm Nguyên tử Quốc gia, một chuyên gia về an ninh hạt nhân, giải thích. Chính phủ đang thử nghiệm các thành phần dự trữ hạt nhân và tìm ra cách làm cho những vũ khí 50 năm tuổi tồn tại lâu hơn. Hiện nay, Mỹ sở hữu hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, đứng thứ hai thế giới. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó được sản xuất từ thời chiến tranh lạnh, do đó các bit plutonium gắn trên đầu đạn có thể đã xuống cấp theo thời gian. Washington coi việc thay thế chúng bằng những cái mới hiện đại hơn là một nhiệm vụ cấp bách bởi họ chưa có nhà máy nào có thể sản xuất hàng loạt các nguyên liệu này. do đó họ đặt kỳ vọng lớn vào SRS. một trong những lý do nữa khiến Mỹ muốn nâng cao năng lực hạt nhân bởi Trung Quốc đang tìm cách bắt kịp họ trong lĩnh vực này. hiện tại Trung Quốc là một trong năm quốc gia chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nhưng Bắc Kinh từ trước đến nay chưa từng cung cấp bất kỳ thông tin nào về lực lượng hạt nhân của nước này. Do Bắc Kinh vẫn kín tiếng về vấn đề này, thông tin liên quan chỉ có thể được lấy từ báo chí và các báo cáo hàng năm do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố với các nguồn dữ liệu chưa thể được xác minh. Trong báo cáo của Lầu Năm Góc vào tháng 10 năm 2023 về tiềm lực quân sự của Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc hiện sở hữu hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, nhiều hơn gấp đôi con số 500 hiện tại. Nếu Mỹ mất quá nhiều thời gian để thay thế các pit plutonium, Trung Quốc có thể vượt lên nhờ triển khai vũ khí tối tân. Giữa lúc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho nỗ lực quay trở lại Nhà Trắng, ông đã nhận được sự ủng hộ từ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Cụ thể, cựu Thủ tướng Johnson nói trên tờ Daily Mail rằng việc ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể là điều mà thế giới cần. Nội dung phát biểu của ông được công bố vào ngày 19 tháng 1. Ông Johnson lập luận rằng nếu ông Trump ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga vai trò lãnh đạo mới của ông có thể là một chiến thắng lớn cho thế giới. Theo ông Johnson, đơn giản là tôi không thể tin rằng ông Trump sẽ bỏ rơi Ukraine. Ngược lại, vì ông ấy chắc chắn đã tính toán rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi cho rằng rất có thể ông ấy sẽ nỗ lực gấp đôi và hoàn thành những gì ông ấy đã bắt đầu bằng cách trao cho họ những gì họ cần để giành chiến thắng. Ông nói thêm, nếu đúng như vậy thì giới thời ông Trump có mọi cơ hội để phương Tây sẽ mạnh mẽ hơn và thế giới sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, Ông Trump đã nhiều lần gây nghi ngờ về việc tiếp tục hỗ trợ cho Kiev nếu ông tái đắc cử Tổng thống. Ông cũng tự hào về mối quan hệ cá nhân với ông Putin. Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ thuyết phục và gây sức ép với lãnh đạo Nga, Ukraine để chấm dứt xung đột trong 24 giờ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời Fox News khi được đề nghị nêu cách chấm dứt xung đột Ukraine. Tôi sẽ nói với ông Zelensky rằng, dừng lại, ông cần phải thiết lập một thỏa thuận. Với ông Putin, tôi nói, nếu ông không tham gia thỏa thuận, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine rất nhiều, nhiều chưa từng thấy nếu buộc phải làm vậy." Ông Trump nói, "Ông hiểu tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và còn hiểu tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều hơn, cũng như có quan hệ rất tốt với cả hai lãnh đạo này. Theo ông Trump, bằng cách này ông sẽ hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ, chỉ một ngày." Theo hãng tin AP ngày 16 tháng 1, đứng trên sân khấu bên cạnh người thân, các nhân viên trong chiến dịch tranh cử, các nghị sĩ quốc hội và người ủng hộ Ông Trump đã chúc mừng hai đối thủ là bà Nikki Haley, cựu thống đốc bang Nam Carolina và ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida. Ông Trump đã cảm ơn những người đã đồng hành cùng ông trong chiến dịch tranh cử ở Iowa. Nhắc tới hai cuộc chiến đang diễn ra mà nước Mỹ có liên quan, ông Trump nói, chúng ta sẽ giải quyết tình hình ở Ukraine, chúng ta sẽ giải quyết tình hình ở Israel. Ông Trump cũng đề cập tới vấn đề Iran và Trung Quốc trong bài phát biểu. Về nước Mỹ, ông Trump cho biết, chúng ta muốn có một quốc gia có luật lệ và trật tự, sẽ xây dựng lại thủ đô Washington DC của chúng ta. Trước đó, cựu tổng thống Donald Trump đã vượt qua hai đối thủ gần nhất của mình để giành được đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa vào tối ngày 15 tháng 1 theo giờ The Mỹ. Chiến thắng áp đảo của ông Trump không nằm ngoài dự đoán trước đó. Trong khi đó, ứng cử viên về thứ tư tại bang Iowa là tỷ phú Vivek Ramaswamy đã tuyên bố rời khỏi cuộc đua giành lá phiếu đề cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Theo tờ The Hill, các cử tri ủng hộ ông Trump đã thể hiện lòng trung thành mà những người thuộc phe không ưa ông không thể hiểu được. Ẩn dưới lòng trung thành đó là sự gắn bó mãnh liệt với bản sắc Donald Trump và sự đánh giá cao về thành tích thời ông làm tổng thống Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump ở Iowa trung thành đến mức 71% trong số họ nói với những người thăm dò ý kiến đêm 15 tháng 1 rằng họ đánh giá ông xứng đáng giữ chức tổng thống ngay cả khi ông bị kết tội. Ông Trump hiện đang đối mặt với 91 cáo buộc trong bốn vụ án hình sự cấp liên bang và bang. Lòng trung thành với cựu tổng thống Trump ở Iowa cũng được thúc đẩy bởi sự bi quan sâu sắc về tình hình đất nước và triển vọng của tương lai. Ngày nay, chỉ có 18% người Mỹ nói rằng họ hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra ở Mỹ. Mặc dù những cử tri Cộng hòa đi học kín ở Iowa không đại diện cho toàn bộ cử tri Mỹ, nhưng điều quan trọng là phải chú ý đến cả lòng trung thành với ông Trump lẫn sự bi quan của họ. Và cần đặt chiến thắng của ông vào bối cảnh, vào năm 2016, ông Trump đã thua trong các cuộc học kín ở Iowa. Ông đã bị Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz đánh bại với chênh lệch là 27, 24% phiếu bầu. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida đứng thứ ba với 23%. Thực tế là trong 8 năm, ông Trump đã tăng tỷ lệ phiếu bầu của mình lên 51% ở bang này và bản thân điều đó đã rất ấn tượng. Đó là một dấu hiệu rõ ràng khác về một quá trình được gọi là Trump hóa Đảng Cộng hòa. Chiến thắng của ông Trump cũng rất rộng lớn. Ông chinh phục được cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ. Ông cũng đã giành được sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ theo đạo Tin lành và cực hữu mà ông từng gặp khó khăn vào năm 2016. Năm 2016, ông Trump thể hiện tốt nhất trong nhóm cử tri tham gia họp kín có thu nhập thấp và ở những nơi có ít cử tri theo đạo tiên lành hơn. Nhưng năm nay, hồ sơ theo chủ nghĩa dân túy của ông đã củng cố sự ủng hộ của ông đối với những cử tri này, mặc dù ông cũng giành chiến thắng trong nhóm các đảng viên Cộng hòa có trình độ đại học. Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai hành động trên biển và dưới biển nhằm ngăn ngừa các hành động đối đầu quân sự của Hải quân Mỹ và đồng minh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên ngày 19 tháng 1 cho biết Triều Tiên đang tiến hành thử nghiệm quan trọng hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước Hein 532 hay còn gọi là sóng thần tại vùng biển phía đông nhằm đối phó với cuộc tập trận chung trên biển giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Triều Tiên không tiết lộ ngày thử nghiệm chính xác cũng như thông số của vũ khí trên. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói thế trận đối phó dựa trên vũ khí hạt nhân dưới nước của quân đội Triều Tiên đang được hoàn thiện. Các hành động đáp trả hàng hải cũng như dưới nước của quân đội sẽ tiếp tục ngăn chặn các hoạt động quân sự đối đầu của hải quân Mỹ và các nước đồng minh. Quan chức này lên án Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ hành động đó. Vị này cũng lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung trên biển giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tại vùng biển gần đảo Jeju của Hàn Quốc bắt đầu vào ngày 15 tháng 1 vừa qua cho rằng cuộc tập trận này đã làm gia tăng bất ổn đối với cục diện của khu vực, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Triều Tiên. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên, trạng thái phản ứng hạt nhân dưới nước của quân đội Triều Tiên ngày càng hoàn thiện, Triều Tiên sẽ tiếp tục triển khai hành động trên biển và dưới biển và lên án các hành động mạo hiểm của Mỹ và đồng minh thực hiện vào đầu năm mới, đe dọa nghiêm trọng an ninh nước này, đồng thời đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc về hậu quả do việc này gây ra. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã tuyên bố Ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung trên biển tại vùng biển quốc tế ở phía nam đảo Triều tham gia cuộc tập trận có hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Cuộc tập trận chung lần này là cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi ba nước này xây dựng kế hoạch tập trận ba bên kéo dài nhiều năm vào tháng 11 năm 2023. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay USS các Vinson của Mỹ trong nỗ lực cải thiện phản ứng của ba bên trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Bình Nhưỡng, ngay sau đó, đoàn đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trung tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã lên án việc Bình Nhưỡng giao dịch vũ khí với Nga và những phát ngôn ngày càng thù địch của nước này, trong khi ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son Hui có cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Trước đó, KCNA cũng đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh IRBM sử dụng nhiên liệu rắn. Theo đó, vụ phóng nhằm kiểm tra các đặc tính trượt và cơ động của đầu đạn siêu thanh cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao nhiều tầng mà Bình Nhưỡng đang phát triển. Đó là lần thử vũ khí công khai đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2024, không lâu sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 18 ngày 18 tháng 12 năm 2023. Theo KCNA, vụ thử là hoạt động thường xuyên và khẳng định điều này chưa bao giờ ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ quốc gia láng giềng nào và không liên quan đến tình hình khu vực. Ngay sau đó, các đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án động thái của Triều Tiên. Nguyên lý vận hành của Hein có nhiều nét tương đồng với siêu ngư lôi Poseidon, loại tàu lặn không người lái USV do Nga phát triển với khả năng mang được đầu đạn hạt nhân mạnh tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Bình Nhưỡng hồi tháng 3 năm 2023 tuyên bố Hein đã di chuyển ở độ sâu 80 đến 150 mét trong 59 giờ liên tục trước khi kích nổ đầu đạn thử nghiệm phi hạt nhân ở vùng biển phía đông đất nước. Ankit Panda, chuyên gia từ quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế ở Mỹ cho rằng Triều Tiên đang phát triển nhiều phương pháp triển khai vũ khí hạt nhân khác nhau nhằm bảo đảm năng lực gian đe và khả năng đáp trả trong trường hợp nổ ra xung đột bình nhưỡng đã đặt tên lửa vào giếng phóng tàu hỏa tàu ngầm và bệ phóng di động giờ đây còn bổ sung tàu lặn không người lái vào danh sách vũ khí gian đe chiến lược dù vậy một số chuyên gia vẫn hoài nghi về tuyên bố sở hữu tàu lặn không người lái gắn đầu đạn hạt nhân của triều tiên nhất là khi nước này chưa chứng minh được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp đặt cho những thiết bị như usv thưa quý vị nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại